Theo cuộc khảo sát mới công bố, sản lượng dầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã giảm trong tháng 7 sau khi Ả Rập Xê Út cắt giảm thêm sản lượng theo thỏa thuận mới nhất của OPEC và các đối tác, hay còn gọi là OPEC cộng. Kết quả khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy, trong tháng 7, OPEC đã sản xuất 27,34 triệu thùng một ngày, giảm 840.000 thùng một ngày so với tháng 6 và là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Như vậy, sản lượng của OPEC vẫn thấp hơn mức mục tiêu gần 1 triệu thùng một ngày. Một trong những nguyên nhân là do sản lượng khai thác dầu của Ả Rập Xê Út đã giảm 860.000 thùng một ngày trong tháng 7 so với tháng trước đó. Ngoài ra, các quốc gia châu Phi là Nigeria, Angola và Libya cũng không thể sản xuất như mức đã thống nhất bởi nhiều lý do khác nhau. Trước đó, theo thỏa thuận mà OPEC cộng đạt được hồi tháng 6, Ả Rập Xê Út cam kết cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng một ngày trong tháng 7. Phản ứng với diễn biến này, giá dầu đã bắt đầu tăng. Giá dầu Brent biển Bắc tăng từ 70 lên mức hơn 80 đô la Mỹ một thùng.